Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người từng được các tổ chức quốc tế vinh danh vì hoạt động cổ súy quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam, bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Thông cáo đăng trên cổng thông tin của Bộ Công an Việt Nam ngày 7 tháng 10 cho biết, bà Trang, 42 tuổi, đã bị bắt tạm giam ở thành phố Hồ Chí Minh và nơi ở của bà bị khám xét khẩn cấp. Thông cáo nói thêm, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước. Là một nhà tranh đấu nổi bật, bà Trang đã viết một số cuốn cẩm nang thu hút nhiều sự quan tâm như Chính trị bình dân và Cẩm nang nuôi tù, chia sẻ kinh nghiệm của bà đối diện với lực lượng an ninh. Gần đây, bà ra mắt báo cáo Đồng Tâm bằng tiếng Việt và tiếng Anh tường trình chi tiết về vụ đụng độ chết người giữa công an và người dân ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hồi tháng 1 do tranh chấp đất đai. Trả lời phỏng vấn của đài SBS hôm 28 tháng 9 về mục đích viết báo cáo, bà nói bà muốn phơi bày điều mà bà nói là những sai phạm của chính quyền cộng sản trong vụ việc. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cộng đồng người Việt có thể dùng báo cáo này như một công cụ để vận động cho người dân Đồng Tâm nói riêng và vận động cho các quyền về đất đai hay nhân quyền Việt Nam nói chung, bà được dẫn lời nói thêm. Bà được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh với Giải thưởng Tự do Báo chí năm 2019. Bà không thể đến dự lễ trao giải vì lo ngại rằng nếu xuất cảnh, bà có thể sẽ không được cho trở lại Việt Nam. Vụ bắt giữ nhà hoạt động có tiếng này diễn ra giữa lúc Việt Nam và Mỹ đang tiến hành đối thoại nhân quyền trong 2 ngày 6 và 7 tháng 10.